Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự 20 giờ của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Trị. Hôm nay Chủ nhật ngày 14 tháng 9, chương trình có những nội dung đáng chú ý như sau. Chủ tịch nước Trần Đại Quang gửi thư chúc mừng đến toàn thể giáo viên và học sinh nhân dịp khai giảng năm học mới 2016-2017. Triển khai nhiều biện pháp để nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI. Bất cập trong quy định mới của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn liên quan đến thủy sản và du lịch. Thưa quý vị và các bạn, ngày mai năm học mới 2016-2017 sẽ chính thức bắt đầu. Ngày khai giảng mùng 5 tháng 9 cũng đã trở thành ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường. Nhân dịp này, Chủ tịch nước Trần Đại Quang gửi thư chúc mừng đến cán bộ, giáo viên, nhân viên ngành giáo dục, các bậc phụ huynh và các em học sinh sinh viên. Chúng tôi xin truyền đến quý vị và các bạn toàn văn thư của Chủ tịch nước như sau. Đầu thư, Chủ tịch nước Trần Đại Quang gửi lời chúc nhân dịp khai giảng năm học mới 2016-2017, tôi thân ái gửi tới các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức ngành giáo dục, các bậc phụ huynh và các em học sinh, sinh viên trong cả nước lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Chủ tịch nước nhấn mạnh, nhiều em học sinh dự thi Olympic khu vực và quốc tế đạt kết quả cao, tiếp tục khẳng định trí tuệ Việt Nam trên trường quốc tế. Những thành tích của ngành giáo dục đã được Đảng, Nhà nước và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao, tặng nhiều phần thưởng danh hiệu cao quý. Chủ tịch nước viết, bước vào năm học mới, Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhấn mạnh những nhiệm vụ trọng tâm của ngành giáo dục. Năm học 2016-2017, ngành giáo dục cần tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục đào tạo, tập trung phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao, tăng cường kỷ cương, kỷ luật, quan tâm giáo dục đạo đức, kỹ năng sống, ý thức, trách nhiệm công dân, chủ trọng đầu tư phát triển giáo dục đào tạo ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo và đối với các đối tượng chính sách, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện gắn với nhu cầu phát triển kinh tế xã hội, phục vụ có hiệu quả sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế của đất nước. Chủ tịch nước bày tỏ mong muốn tới học sinh sinh viên. Tôi mong các em học sinh sinh viên tiếp tục phát huy truyền thống hiếu học của dân tộc, nuôi dưỡng khát vọng xây dựng cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn cho bản thân, gia đình và xã hội, nỗ lực phấn đấu, rèn luyện, đạt nhiều kết quả trong học tập, nghiên cứu khoa học, để sau này tiếp bước cha anh xây dựng đất nước ta ngày càng giàu đẹp, phồn vinh. Cuối thư, Chủ tịch nước Trần Đại Quang gửi lời chúc các thầy giáo, cô giáo, cán bộ công chức, viên chức ngành giáo dục và toàn thể các em học sinh, sinh viên đạt được nhiều thành tích hơn nữa trong năm học mới. Chúc sự nghiệp giáo dục của chúng ta ngày càng phát triển. Chương trình xin được tiếp tục với những thông tin quan trọng khác. Thưa quý vị và các bạn, theo quyết định số 1684 của Thủ tướng Chính phủ về duyệt định hướng chiến lược hội nhập kinh tế quốc tế, ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn đến năm 2030, ngành hàng cà phê được xác định là một trong những sản phẩm chiến lược của Việt Nam hướng xuất khẩu sang một số thị trường chính như EU, Hoa Kỳ, các nước Đông Bắc Á và ASEAN. Đối với tỉnh Quảng Trị, để xây dựng thương hiệu quốc tế cho cà phê Khe Sen, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã giao ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn xây dựng các phương án nâng cao chất lượng cà phê Khe Sen, trong đó vấn đề xây dựng thương hiệu được đặc biệt chú trọng nhằm tăng tính cạnh tranh. Được sự giúp đỡ của Viện Mekong Thái Lan, dự án nâng cao năng lực hướng tới phát triển toàn diện và bình đẳng tiểu vùng Mekong đã được triển khai. Trong đó đã triển khai hợp phần về phát triển chuỗi giá trị cà phê tại địa bàn hưởng hóa, như tập trung và nâng cao năng suất và chất lượng cà phê thông qua chuyển giao, tập huấn kỹ thuật cho người nông dân, tăng cường sức mạnh tập thể, đồng thời xây dựng chiến lược phát triển thương hiệu cà phê Khe Sen. Ngoài ra, nhiều giải pháp từ tỉnh cho đến các doanh nghiệp hộ nông dân được triển khai, như chủ trọng việc thực hiện đề án tái canh cây cà phê, chuyển giao kỹ thuật cho nông dân và thành lập hội cà phê Khe Sen với sự tham gia của các cơ sở sản xuất, chế biến cà phê và nhóm nông dân các thôn bản đang canh tác cây cà phê. Việc nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI có vai trò quan trọng trong cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh để thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Đây là vấn đề mà lãnh đạo tỉnh Quảng Trị đặc biệt quan tâm, tập trung chỉ đạo quyết liệt và các ngành cũng đang tích cực triển khai bằng nhiều giải pháp. Đối với tỉnh Quảng Trị, cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh đã được đưa vào nghị quyết đại hội lần thứ 16 và chọn năm 2016 là năm cải cách thủ tục hành chính. Với vai trò là cơ quan tham mưu tổng hợp và là cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã phối hợp với một số tổ chức độc lập khác để nghiên cứu, điều tra xã hội học. Từ đó xác định mảng nào yếu kém, đề xuất Ủy ban Nhân dân tỉnh có giải pháp.
Riêng với chỉ số gia nhập thị trường, do Sở trực tiếp phụ trách, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã triển khai nhiều giải pháp để thực hiện nhiệm vụ này. Và một kênh nữa, theo chúng tôi, một kênh rất là độc lập, là các cái tổ chức của các doanh nghiệp, ví dụ như Hiệp hội các doanh nghiệp. Hiệp hội các doanh nghiệp, thì cái này là chúng tôi cũng đang thúc đẩy cái này. Nhưng mà rất tiếc rằng, tôi cũng nói thật rất tiếc rằng là Hiệp hội các doanh nghiệp cũng có cái kiến nghị đây, mà như vậy là nó, tôi thấy nó cũng quá ít, cũng chưa đáp ứng được cái kỳ vọng. Nhưng mà cái kênh chúng tôi bây giờ là chúng tôi qua VCCI đánh giá độc lập để chúng tôi trình về những cái vấn đề, phát lộ ra những cái vấn đề mà cần phải cải thiện. Đây là những vấn đề là chúng tôi đang tích cực. Với sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo tỉnh, các sở ban ngành có nhiều thủ tục liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp nhằm rút ngắn thời gian và hỗ trợ tốt hơn cho doanh nghiệp trong đăng ký kinh doanh, thủ tục đất đai, đầu tư, xây dựng theo hướng đơn giản hóa thủ tục hành chính. Trong đó với ngành thuế, việc thực hiện kê khai và nộp thuế qua mạng Internet được cộng đồng doanh nghiệp đánh giá rất cao với 100% doanh nghiệp trên địa bàn tham gia. Thực hiện theo chủ trương của tỉnh về vấn đề là nâng cao năng lực cạnh tranh chỉ số PCI, thì như vậy Cục Thuế Quảng Trị cũng đã là tiếp thu cái tinh thần đó và triển khai đồng loạt đến các chi cục thuế huyện, thị xã, các phòng trong văn phòng cục để mà tiến hành đồng bộ và tạo điều kiện mọi thuận lợi cho người nộp thuế. Ví dụ như là vấn đề cải cách các thủ tục hành chính về đăng ký thuế, về là hồ sơ khai thuế cũng như hỗ trợ về tư vấn thuế. Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh là một công cụ quan trọng để đánh giá môi trường kinh doanh, chất lượng công tác điều hành của địa phương. Vì thế, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI đang được các cấp các ngành tỉnh Quảng Trị coi là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của các cấp chính quyền, các cơ quan quản lý nhà nước từ cấp tỉnh đến cấp cơ sở để tạo môi trường thuận lợi cho đầu tư kinh doanh. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn vừa ban hành công văn số 6851 kèm theo là mẫu kê khai 1.6 đối với các cơ sở sản xuất đã lên, thu mua tạm trữ thủy sản, đóng sửa tàu cá, sản xuất kinh doanh ngư cụ, kinh doanh dịch vụ du lịch, thương mại có đăng ký kinh doanh nộp thuế. Tuy nhiên, theo các chuyên nghiệp, mẫu kê khai 1.6 ban hành vào thời điểm này là không hợp lý. Chị Nguyễn Thị Nhung, chủ cơ sở hấp sấy Cửa Tùng, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị. Từ tháng 4 đến nay, trong xưởng sản xuất của chị vắng vẻ như thế này. Còn 22 công nhân làm việc tại xưởng thì đang thất nghiệp. Sau khi cá chết là tôi làm là 5 mẻ cá, là 25 tấn, là bán ra là thiệt hại là lỗ hết 100 triệu đồng. Nên từ đó đến giờ là em không làm nữa. Thì mẫu 1.6 này là không đúng. Bọn em có giấy phép kinh doanh, có muốn bài nhưng mà bọn em không có thuế. Làm lỗ thì làm sao mà đồng thuế. Cùng chung cảnh ngộ với cơ sở chị Nhung, hàng chục cơ sở hấp sấy cá ở vùng ven biển Quảng Trị cùng nằm trong tình trạng như vậy. Không hấp sấy đồng nghĩa là không có doanh thu. Phần dành kê khai cho người thiệt hại là không thấy, nhưng toàn thấy là kê khai về thuế. Nhưng mà trong những tháng vừa qua thì những cái hộ này, những cái doanh nghiệp này, người ta không hề sản xuất, không hề kinh doanh, gần như bị ngưng trệ, thì làm sao có thuế để mà kê khai? Và điều này thì cũng là đang một bất cập. Bên cạnh cơ sở chế biến thủy hải sản, các chuyên nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch, thương mại từ tháng 4 đến nay cùng trong tình trạng buôn bán ế ẩm. Vấn đề kê khai khó hiểu như thế này không chỉ làm ảnh hưởng đến các chuyên nghiệp kinh doanh mà nó còn gây khó khăn cho cán bộ cơ sở trong việc triển khai. Vấn đề khấu trừ về thuế thì đã được quy định trong bảng kê khai nhưng mà chưa rõ ràng lắm. Chúng tôi kiến nghị lên cấp trên những bổ sung những cái các doanh nghiệp này vào được trong được xác định thiệt hại và làm cái biểu bảng thế nào đó cho dễ hiểu, dễ thực hiện. Sau sự cố môi trường, nhiều doanh nghiệp kinh doanh du lịch, dịch vụ thương mại chế biến thủy hải sản ven biển Quảng Trị bị thiệt hại không nhỏ. Chính vì vậy, các bộ ngành trung ương cần xem xét về chính sách đền bù và thủ tục cụ thể hơn để giúp cho các doanh nghiệp có thể tiếp tục kinh doanh và ổn định cuộc sống. Chương trình xin được tiếp tục với những tin vắn diễn ra trong ngày. Sáng nay, Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Triệu Phong đã tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo nhiệm kỳ 2016-2021. Trên tinh thần đạo pháp dân tộc chủ nghĩa xã hội, trong nhiệm kỳ qua, Giáo hội Phật giáo huyện Triệu Phong tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, hòa hợp nội bộ, đoàn kết tôn giáo để hoàn thành các hoạt động Phật sự trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Ngoài ra, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo huyện Triệu Phong tích cực vận động, kêu gọi các tăng ni, Phật tử, các nhà hảo tâm, các mạnh thường quân tham gia đóng góp cứu trợ nhân đạo, từ thiện xã hội, đền ơn đáp nghĩa, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nhà đại đoàn kết, chăm sóc sức khỏe nhân dân, góp phần đảm bảo an sinh xã hội tại địa phương. Sáng nay, trường tiểu học thị trấn Giao Linh, huyện Giao Linh long trọng tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2016-2017 và kỷ niệm 20 năm ngày thành lập trường 13 tháng 6 năm 1996, 13 tháng 6 năm 2016. 20 năm qua, xác định sự nghiệp chồng người là trách nhiệm của toàn xã hội, đội ngũ cán bộ giáo viên trường tiểu học thị trấn Giao Linh không ngừng phấn đấu tự học, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đổi mới phương pháp giảng dạy. Kết quả qua 20 năm thành lập, nhà trường đã có 46 giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp tỉnh, cấp huyện, 100% giáo viên đạt trên chuẩn. Các thế hệ học sinh của nhà trường đã nỗ lực vươn lên trong học tập và rèn luyện. Nhiều em học sinh đã đạt thành tích xuất sắc trong các kỳ thi học sinh giỏi, học sinh năng khiếu, các cấp. Chiều nay, họ Nguyễn Văn, khu phố Đại Áng, phường Đông Lương, thành phố Đông Hà đã tổ chức lễ đăng ký dòng họ học tập, ra mắt ban quyển học và phát thưởng cho học sinh có thành tích cao trong học tập. Thực hiện quyết định số 281/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ và kế hoạch 880 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020. Hiện nay, trên địa bàn toàn tỉnh đang đẩy mạnh việc đăng ký danh hiệu dòng họ học tập, cộng đồng học tập. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, tính đến cuối tháng 8 năm 2016 đã có 750 dòng họ đăng ký phấn đấu danh hiệu dòng họ học tập. Dòng họ Nguyễn Văn là dòng họ thứ 6 của phường Đông Lương có ban khuyến học được thuộc hội khuyến học phường. Việc ra đời các ban khuyến học nhằm khuyến khích động viên con cháu thi đua học tập tốt, phấn đấu xây dựng danh hiệu dòng họ học tập và góp phần cổ vũ động viên khen thưởng khuyến học khuyến tài, con cháu học giỏi thành đạt. Đó cũng là tình cảm và trách nhiệm của gia tộc quan tâm cho các thế hệ con cháu, đồng thời nâng cao trách nhiệm đối với cội nguồn gia đình và xã hội. Nhân dịp này, họ Nguyễn Văn, làng Đại Áng tổ chức phát thưởng cho học sinh giỏi, học sinh tiên tiến và tân sinh viên nhân dịp năm học mới đang bắt đầu. Thưa quý vị và các bạn, trong những năm gần đây, dù tình hình kinh tế rất khó khăn, nhưng ngành giáo dục và đào tạo đã có nhiều cố gắng để đào tạo nguồn nhân lực phục vụ cho sự nghiệp phát triển của đất nước. Đối với tỉnh Quảng Trị, nông nghiệp vẫn tiếp tục thể hiện vai trò quan trọng, tỷ trọng của ngành chiếm 28% cơ cấu kinh tế. Bên cạnh những thành tựu, kinh tế nông nghiệp cũng đang bộc lộ nhiều hạn chế, trong đó có nguồn nhân lực chuyên sâu ở lĩnh vực này. Vì vậy, nhiệm vụ phát triển nông nghiệp và nông thôn trong những năm tới đặt ra rất nặng nề và bức bách, đòi hỏi đội ngũ kỹ sư ngành nông nghiệp phải có cải tâm vì quê hương, am hiểu, tường tận và luôn trăn trở với đồng đất quê nhà. Đây là vấn đề mà chúng tôi bàn luận hôm nay với phần trình bày của biên tập viên Ảnh Tuyết. Kính thưa quý vị, trong phiên làm việc với Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn vừa qua, đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh yêu cầu đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp, phải ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật để thúc đẩy sản xuất nông nghiệp theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và khả năng cạnh tranh của sản phẩm nông nghiệp. Những kết quả đạt được của ngành nông nghiệp trong thời gian qua rất có ý nghĩa đối với kinh tế xã hội địa phương trong điều kiện sản xuất nông nghiệp bị ảnh hưởng rất lớn bởi yếu tố thời tiết và sự cố ô nhiễm môi trường biển. Tuy nhiên, dù đạt được những kết quả đáng phấn khởi, nhưng nhìn chung, nền nông nghiệp của tỉnh nhà vẫn đang là quy mô sản xuất nhỏ, thiếu sự liên kết để tạo ra hàng hóa mang lại giá trị kinh tế cao. Nền nông nghiệp cây gì cũng có, con gì cũng có, nhưng chưa có cây gì, con gì mang yếu tố bền vững, mang đặc trưng của địa phương. Điều này lãnh đạo tỉnh đã chỉ rõ trong buổi làm việc với Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Chúng ta mong muốn phải có nhiều sản phẩm nông nghiệp của chúng ta trở thành thương hiệu, nhưng vai trò tham mưu, vai trò chỉ đạo để thực hiện chỉ dẫn địa lý, xác lập thương hiệu thì thời gian qua ngành cũng chưa dành sự quan tâm đúng mức. Đến nay có rất nhiều sản phẩm tốt nhưng vẫn chưa được xác lập. Chúng ta đang nói nhiều về lý thuyết là cánh đồng mẫu lớn. Gần đây chúng ta không dùng thuật ngữ này, chúng ta chuyển sang là cánh đồng liên kết, bởi thực sự chúng ta đang liên kết các dòng hộ, các hộ để ra có một cánh đồng. Nhưng tính chất và quy mô sản xuất, chúng ta lại chưa làm được cái này. Và cũng để cho từ người nông dân bươn trải
người nông dân suy nghĩ về trên luồng cày của họ mà chưa thấy được vai trò của ngành nông nghiệp để định hướng khi cánh đồng mẫu lớn. Đối với bà con nông dân, mong muốn của họ với đội ngũ kỹ sư ngành nông nghiệp là hướng dẫn bắt tay chỉ việc để phát triển sản xuất nông nghiệp bền vững, mang lại giá trị kinh tế cao. Cán bộ mà lên nào phải hỗ trợ thì trực tiếp thì làm sao đó là phải cái gì là đầu tư trọng điểm và trước khi để xây dựng lên các cái mô hình rồi những cái mà ví dụ là tập trung ví dụ 50-10 hecta đấy là một cái để làm cái đó là điển hình nhân rộng rồi để người dân cố gắng để học tập và nâng theo. Từ đây á là yêu cầu là khoa học kỹ thuật, nhưng mà khoa học kỹ thuật á là phải yêu cầu như con người là đến tận địa phương và chỉ dần cho người ta làm, bay cho cái việc người ta làm là làm như cách nào mà để là thu nhập cao. Bên gia súc thì có những loài con mà người ta thị trường bây giờ là người ta cần, là mình hỗ trợ cho người nông dân họ làm cái đi thì họ chăn nuôi được cái đi là lợi thế là dễ nuôi và đầu ra tiêu thụ tốt. Những cái lĩnh vực giống như là cây con như là bò lai rồi cây trồng này giống như lạc lúa, hiện nay bà con cũng đang còn thiếu về cái kiến thức. Trong sản xuất nông nghiệp, một trong những vấn đề cấp bách hiện nay là ở các xã vùng biển, sau thảm họa môi trường do công ty Formosa ở Hà Tĩnh gây ra là tạo sinh kế cho người dân vùng biển. Những ngư dân tiếp tục bám biển được khuyến khích đóng mới, cải hoán tàu có công suất lớn để vươn khơi xa. Còn những lao động khác sẽ được giới thiệu tư vấn giải quyết việc làm và chuyển đổi hoặc đa dạng hóa sinh kế cho ngư dân. Ngoài làm nghề biển, cả cấp chính quyền khuyến khích ngư dân làm thêm các nghề khác như trồng trọt, chăn nuôi, những giống cây con phù hợp với vùng cát. Với ngư dân, từ bao đời chỉ quen với nghề biển, nên khi chuyển đổi sản xuất nông nghiệp, họ gần như tay trắng bởi không có kiến thức, kinh nghiệm sản xuất. Chính vì vậy, hơn lúc nào hết, họ, những người dân vùng biển rất cần đội ngũ kỹ sư ngành nông nghiệp, định hướng, hướng dẫn và chuyển giao kỹ thuật trồng trọt, xây dựng các mô hình sản xuất nông nghiệp. Chúng tôi chọn những cái đồng chí mà đã trải qua thực tế nhiều, có kinh nghiệm nhiều, đặc biệt là có cái chuyên môn trong cái lĩnh vực sản xuất đó, về trồng trọt, chăn nuôi hoặc là nuôi trồng thủy sản, thì chắc chắn sẽ đáp ứng được và sẽ có những cái chuyển giao, cái kỹ thuật cũng như là hướng dẫn theo dõi cho bà con để giúp cho bà con sản xuất. Kính thưa quý vị, như vậy từ thực tiễn và yêu cầu phát triển của nền nông nghiệp nói chung và chuyển đổi sinh kế cho người dân vùng biển nói riêng đều rất cần đến những kiến thức khoa học kỹ thuật để áp dụng vào thực tiễn, mang lại năng suất, chất lượng, tạo dựng được thương hiệu. Để làm được điều đó thì đội ngũ cán bộ kỹ sư nông nghiệp đóng vai trò then chốt, phải lăn lộn tận tâm tận huyết, gắn bó thấu hiểu được nỗi gian khó vất vả của những người nông dân một nắng hai sương để tạo ra sản phẩm nông nghiệp mang tính đặc trưng. Trên thực tế, nhiều nước không thuận lợi trong sản xuất nông nghiệp, nhưng nhờ sự áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật nên nền nông nghiệp vẫn phát triển vượt bậc. Thì các đồng chí thấy không? Một Israel nắng hạn như vậy, sa mạc như thế. Nhưng mà thành tựu của ngành nông nghiệp Israel như thế nào các đồng chí quá biết. Bây giờ Đảng và Nhà nước đào tạo cho chúng ta được một ngành, chúng ta có kiến thức. Nhưng nếu như chúng ta không có một cái tâm vị quê hương, không có một tình yêu tha thiết mạnh liệt với ngành, thì cái bằng đấy, cái kiến thức đấy cũng chỉ là nằm trong phần giấy mà thôi. Phải là những người lăn lộn với nông dân một nắng hai sương trên đồng ruộng mới có những kiến tạo, mới có những giải pháp. Chứ nếu như hôm nay tất cả các đồng chí ngồi đây vẫn cứ đóng cửa trong phòng của mình, không biết ngoài đó là cái gì cả, nắm cũng không nắm được hết, thì xin thưa với các đồng chí, không có tất cả mọi cái chi nằm mà lại ở trên này, ngành nông nghiệp cũng sẽ là mất muốn nhỏ lẻ mà thôi. Thưa quý vị và các bạn, nhiệm vụ phát triển nông nghiệp và nông thôn trong những năm tới đặt ra rất nặng nề và bức bách. Chính vì vậy, 736 cán bộ kỹ sư ngành nông nghiệp cần phải có cái tâm vì quê hương, am hiểu tương tận và luôn trăn trở với đồng đất quê nhà. Vận dụng tốt kiến thức kinh nghiệm tích lũy trong quá trình nghiên cứu để đưa ngành nông nghiệp của tỉnh Quảng Trị phát triển bền vững, góp phần thực hiện thành công nghị quyết của Đại hội tỉnh Đảng bộ lần thứ 16 đã đề ra. Đến đây chương trình thời sự 20 giờ của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Trị xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.